té nằm cạnh ghế nữa, trên nữa dưới nữa, nằm lâu thiệt lâu mới thở được, mới gán bò lên. Nhưng mà bữa nay không có điện là buộc, không có tiền đóng tiền điện, buộc lòng con phải cắt điện. Thì cắt thì chịu chứ sao vậy? Tôi ăn bởi vì tôi ăn sống nhau rồi gì, không có ai ăn, có mình tôi ăn. Đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương, hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, thì hôm nay con quay trở lại Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long để thăm lại bà Mười, cô chú anh chị. Món quà này của cô Kim Lan đây, thì con cũng nghe tin là mấy ngày nay bà Mười không khỏe, bà Mười bị té cô chú anh chị. Ôi cái đường nó trơn. Cái hàng gạo bà Mười với gạo ăn trộm, cái đường ngon hết sức xi măng không, bà Mười gạo tiêu và Mười chừa đường đất con đi. Và mười gạo ông chậm chữa đường nè. Mưa sình lầy, xung quanh mưa cỏ chứ của bà Mười mọc lên quá trời. Chỗ này nước không? Con đi thu tiền điện bà cụ ơi. Bà cụ đóng tiền điện chưa? Chưa. Con nay con lấy tiền điện mà mười, bà cụ có tiền đóng tiền điện không? Nhiều lận. Bao nhiêu lận? Dạ 400 mấy tiền điện bà cụ ơi. Dữ vậy? Dạ tháng này bà cụ xài nhiều. Một lần lấy hình như có mấy chục à. Dạ. Tại tháng này bà cụ xài nhiều. Tháng này hả? Dạ. Bà cụ cho con vô coi đồng hồ kỹ là được không? Tôi đứng dậy có. Sao tháng này bà cụ xài tiền điện nhiều vậy? Tối lúc 5 giờ cái tắt ngủ mà. Dạ. Không có nấu nướng, không có làm gì chứ. Mấy ngày nay bà cụ khỏe không? Lúc mệt lúc khỏe, té bầm cái chỗ này. Mày sao bà cụ té? Đi không dựng nó, người nó chóng mặt, nó té nằm nửa trên nửa dưới trên cái cạnh ghế ba bữa gài mà đau thở không được. Rồi bà cụ có chích thuốc gì chưa? Có kêu chích thuốc. Dạ, giờ khỏe chưa bà cụ? Nó hơi đỡ. Bà cụ đau ở chỗ này làm như nó muốn ấy cái xương vậy đó. Bà cụ thứ 10 phải không bà cụ? Dạ, dạ. 10 dần. Rồi bà Mười ăn cơm được không? Ăn không được. Sáng giờ bà Mười ăn gì cho bà Mười? Có ăn được miếng cháo, cháo bịch đó. Trời ơi. Đói bụng nữa chưa bà Mười? Không đói. Dạ. Yeah. Rồi không có tiền đóng tiền điện rồi sao? Không có tiền đóng tiền điện, quá mỗi lần có mấy chục hả? Không có đóng tiền điện là buộc lòng con phải cắt điện ở thầm nghe. Rồi sao? Bà Mười điện cho ai đi, đem tiền qua đi? Đâu có tiền đâu. Bà Mười có quen ai có tiền không? Không. Khó mượn lắm. Già rồi mà không có tiền mượn, ta không có cho. Khó mượn lắm. Nhưng mấy người mà ta từ thiện ta cho người vài chục đó. Gom góp rồi để dành. Để dành ăn có tiền điện rồi đóng.
cần tiền nước là có khi nó cho. Tiền nước đó, nó cho. Nhưng mà bữa nay không có điện là buộc, không có tiền đóng tiền điện, buộc lòng con phải cắt điện. Thì cắt thì chịu chứ sao vậy? Nếu cắt thì chịu mà, chứ không sao. Bà Mười không có mượn được ai sao? Con nghe bà Mười quen với chú YouTube nào mà? Đâu có. Có cái chú nào tháng nào cũng lại thăm bà Mười đó? Không có. Có cái chú Nghĩa đâu mà lâu lâu mới lợi. Bà Mười điện mượn chú đó được không? Đâu có phải mình mượn mà trả. Mình mượn rồi có xin chứ còn mượn rồi tiền đâu có trả. Giờ cắt điện rồi ấy, gắn lại khó lắm. Dạ. Giờ bà Mười tính sao? Kệ, gắn chịu chứ sao giờ. Tại mình chịu à. Trời ơi, bà cụ có con chó nè. Hai con. Nuôi không bắt, giờ con nuôi. Con đi lấy tiền điện, con đòi cắt điện bà cụ còn cho con chó con nữa. Bà cụ không buồn hả? Hai con là... Đó. Hai con là con được con cái. Dạ. Để con ngồi đây con chờ bà Mười có mượn được tiền ai không ha? Đâu có dễ gì mượn. Mượn mà mình đâu có làm gì có tiền trả, họ đâu có cho. Dạ. Không có cho mượn đâu, khó lắm. Có mấy người từ thiện lâu lâu người cho vài chục vậy chứ, gom gom để dành chứ. Đâu có tiền mà trả nên mượn, dễ gì mượn. Rồi. Mình đau muốn chết rồi mà té gãy ba sườn. Nhỏ bên kia hỏi nó có bập mà không, nó không thấy. Té nằm cạnh ghế nữa, trên nữa dưới, vì gì nó chống mặt. Rồi cái gậy này nó chọi, nó chợt, nó té nằm cái cạnh ghế nữa, trên nữa dưới. Nằm một hồi lâu, thiệt lâu mới ngồi dậy, mới thở được mới ngồi dậy. Chứ không thôi, ngồi dậy không nổi. Rồi bà cụ đi chích thuốc rồi hả? Có kêu người ta chích thuốc. Thấy trong mình đỡ hơn chưa bà cụ? Mới chích hôm qua với bữa nay. Dạ. Đỡ. 100.000 ba mũi. Dạ. Người ta thấy nghèo, người ta từ thiện do vậy đó. Yeah. Chứ 50.000 một mũi lên mà mình khổ nghèo già yếu rồi ta lấy 100.000 ba mũi, còn bình thường thì 50.000 một mũi. Mấy lần con lại đây con lấy tiền điện bà cụ, sống ở đây con mình nên đúng không bà cụ? Dạ. Yeah. Con mình à. Dạ. Yeah. Con mình buồn lắm. Sao con bà... nuôi mấy con chó đang hủ hỉ bầu bạn với con chó, mà con chó mẹ nó bị người ta bắt mất rồi. Còn chó con người ta nuôi rồi đẻ anh ta đưa về cho đó. Người ta nuôi chó kia rồi mẹ nó đẻ người ta đưa về cho nuôi rồi. Buồn buồn rồi bà cụ đang ngồi đây vậy đó. À, ngồi đây. Dạ. Với tảng sáng chẳng hầu khăn ra ngoài cửa đó ngồi, chẳng có người đi qua đi lại cho nó vui vui. Dạ. Yeah. Người ta có vô nói chuyện với bà Mười không? Không, ta đi ngang. Mình dòm thấy người ta mình vui trong lòng vậy ha. Dạ. Yeah. Thấy người ta đi ngang, người ta hỏi mận gì ngồi đây, nó ngồi chơi, ngồi tắm nắng, nắng lên đó mình tắm nắng. Vậy á. Rồi con cháu bà cụ đâu? Cháu thì có anh thằng ở ngoài cống Long An. À, cháu không có. Cháu xịn, cháu thiêu. Là bà cụ về sống có mình nên vậy đó. Dạ. Sáng thì ra tắm nắng, dạ. Trưa thì ngồi bộ giạc này, tối thì vô trong ngủ. Dạ. Dạ. Hôm đó con coi được cái kênh YouTube của chú Nghĩa, là bà cụ có cái điện thoại, bà cụ biết xài chưa? Không biết xài. Ồ. Hồi nào giờ đâu có biết xài. Rồi hỏi nhỏ gần đó biểu bấm cái gì đó. Không có gheo. Chừng nào gheo thì bấm cái đó rằng mình alo coi có ai. Mà không có gheo. À, không ai điện bà cụ hết. Dạ. Cho nên bà cụ cũng không có, hôm đó giờ chưa biết xài luôn. Chưa, nó chưa có gheo. Dạ. Để tôi lấy chú coi nha. Dạ được.
Mà cụ đi có tiện lắm không, mới bị té mà. Té hai bữa gài. Dạ. Té không biết giờ rồi cái này đau. Đau nó mà bị. Không biết có bầm dập xương gì không biết. À kệ. Té nằm cạnh ghế nữa, trên nữa dưới nữa. Nằm lâu thiệt lâu mới thở được. Mới gán bò lên. Còn tùy té ngoài lộ ngoài đường á. Té nằm hoài trông có ai đi ngang. À, có nhỏ đi bán bánh hay gì à. Kêu có nhường ơi mày kéo tao vậy. Tội nghiệp tao nằm nãy giờ vậy không nổi. Cái nó hỏi bà làm gì té. Nó đi chợt té. Cái nó lại nó kéo. Nó kéo nó đỡ ngồi dậy. Ngồi dậy một hồi. Gán bò đi vô. Dạ. Thôi bữa nay con lại con lấy tiền điện mà không có là thôi con để cho bà cụ thêm ngày 2 ngày nữa nha. Rồi bà cụ kiếm tiền nha. Làm sao còn kiếm? Mượn không có ai cho hết trơn, vì mình không có làm gì có tiền. Mượn làm sao có tiền trả? Mượn không có ai cho hết trơn. Cho thì cho thiệt á, cho vài chục vậy đó. Chứ còn cho mượn không có cho. Bà cụ có quen cái cô nào bên nước Mỹ đó? Nghe nói cô Kim Lan mà không biết. Lâu lắm rồi không biết. Cụ có cho tiền bà cụ không? Mỗi lần có cho đồ, cho ghế nằm, cho đủ thứ hết trơn á. Yeah. Cho mấy cái này nè. Yeah. Cho rồi chú Nghĩa chú mua. Chứ tôi không có mua, cho rồi chú Nghĩa chú mua. Rồi đem vô. Dạ. Yeah. Thôi con để bữa hai bữa nữa con quay trở lại con lấy tiền điện. Rồi thôi để con chạy ra ngoài xã con mua miếng cháo về cho bà cụ ăn cho đỡ đói nha. Yeah. Được không con chạy con đi mua. Cháo hả? Dạ. Yeah. Ngoài chợ đâu có bán. Con ở Vĩnh Long xuống, giờ chạy lên Vĩnh Long. Có cháo vịt á. Dạ không, cái này con đi kiếm, con nghe nói là bà cụ thích ăn cháo vịt lắm, để con mua cháo vịt. Tôi ăn cháo vịt. Dạ. Bà cụ ngồi. Vịt vậy nè, cái nấu nước sôi, chế quậy vô ăn. Bà cụ ngồi đây nha. Dạ. Yeah. Con đi mua nha. Dạ. Yeah. Chờ con tiếng đồng hồ nữa con quay lại. Tiếng lần hả? Dạ, tại đây lên Vĩnh Long lận. Dạ yeah. Ngồi đây đi. Dạ. Không thấy đường. Đứng gì cũng lâu lắc lắm. Bởi vậy đứng không nổi cái rồi té đó. Té mới nhào lộn. Nhào lộn hai ba tuổi. Hổm nhào ở ngoài đường đó. Đi ra mua đồ ăn. Rồi cái té nhào đó nằm hoài vậy không nổi. Trong có ai đi ngang đang kêu họ kéo vậy dùm. Cho thời mai nhỏ đi bán bánh gì à. Mượn nó kéo vậy dùm. Nó hỏi bà đi đâu chi cho té, nó đi mua đồ ăn. Đi ra mua cá mua tép rồi vậy chứ. Là bán ngoài lộ ngoài đường á. Mua nhiều khi mua 20 ngàn thịt, 10 ngàn tép cái kho ăn được 2 bữa. Cái này cô Kim Lan cho nè. Dạ, bà Mười ngồi đi rồi, hồi con lấy tiền điện. Tiền điện hả? Bây giờ đâu có tiền đâu mà lấy. Bà Mười ăn cháo nè. Này cô chú anh chị, này con mua cho bà Mười. Bà Mười dòm thấy này không? Cái giò vịt, phải không? Cái đùi vịt. Ừ. Trời ơi, ngon quá trời. Bà Mười ăn đi. Con này dạ. Có... Con xin tiền cô Kim Lan con mua cho bà Mười đó. Vậy hả? Dạ. Vậy cảm ơn cô Kim Lan. Cầu chúc cô mà sống lâu trăm tuổi, cho được khỏe mạnh, vuông tròn. Chị Hằng làm này giùm em như mỗi lần nữa đi chị Hằng ơi. Thì hôm nay con cũng có mua bông qua để cúng bàn thờ đó bà Mười. Vậy hả? Bông nè. Trời ơi đẹp quá. Rồi trái cây nè. Trời ơi. Đây, có sồi, có nho, mãng cầu, quýt. Trời ơi, mua. Bà Mười ăn đi bà Mười. À. Bữa nay 13 chị Hằng? À, bữa nay 13 chứ. Nay 13 tháng nào vậy? Tháng 9 bà Mười ơi. Ủa, tháng 9 rồi hả? Dạ. Viết không có nhớ ngày. Không nhớ ngày, nhớ tháng.
Bà Mười ăn đi bà Mười. Không nhớ. Cái muỗng nè. Dạ. Hay là con lấy cái chén rồi Mười dễ ăn. Cái chén ha. Con chó là đụng nó la hả? Bị nó té rồi đụng nó đau. Đây con lấy cái chén múc rồi Mười từ từ ha. Dạ. Chút nước để cho nó tinh bông. Ít ít để tôi chưa có đụng mày mà. Là nó bảo vệ từ xa luôn á. Đem dựng con nuôi đi. Nuôi nó cho có bộ bạn. Con mẹ nó bị người ta bắt mất rồi. Nó bởi vì tôi không có gì ăn. Cái người ta liệt cục xương đó, cái chạy lại gặm cục xương, cái nó lấy cái dòng cái giật gì, nó lôi rồi tôi kia, cái tôi la ăn cướp, ăn trộm, cướp, chụp nó lôi. Nghe lại tới đắng chó còn la. Dạ, hồi mười ăn nghiệp hết sức mà không biết làm sao cứu nó. Nó chạy xe không đa mà. Giờ bà Mười biết con này ha. Trời ơi, làm bộ. Tôi không thấy được. Bà Mười cũng tin là Thợ Điện lại lấy tiền luôn hả? Ừ. Mỗi lần Thợ Điện có lấy tiền bà Mười không? Có lại đây về không? Có chứ. Rồi về tháng sau rồi có ông Thợ Nước. Hả? Tháng sau ông Thợ lấy tiền nước. Tiền nước nó cho. Tiền nước nó cho không? Tiền nước. Rồi ở đây người ta lại mỗi lấy tiền. Lấy tôi không có tiền nữa. Tôi đi mượn tùm lum giáp chồng không có. Ngồi anh chờ hoài không có. Anh nói thôi bỏ đi cho bà đó. Không, bà Mười ăn đi rồi. Nó đóng. Bà ăn đi, con không lấy tiền điện. Cái nước mắm này nha bà Mười. Ừ. Bà Mười tin luôn. Bà Mười tin là ông Thợ lại lấy tiền điện. Cái này cầm lại ăn đi bà Mười. Con không kêu nó chặt ra ăn vậy chứ ngon. Bà Mười cắn đứt không? Gân không có. Bà Mười đừng có buồn con nghe. Nãy con vô vậy đó. Bà Mười đừng có buồn nghe. Trời ơi, giờ không nhớ. Không nhớ. Không nhớ ai chân á, vì không thấy đường. Với bữa nay con bận cái áo khác của chú anh chị, cái áo của cô chú eo qua của cho nè. Một lần con bận áo xanh, thì vừa bà ông bà cô chú nhìn, thì thấy mang máng, nữa nay con bịt cái khẩu trang. Con bận cái áo màu đỏ. Phải tính tao để lấy tiền điện nữa. Dạ. Tin thiệt luôn. Tin luôn chứ đâu có nhớ tiếng. Trời ơi, nãy giờ la giờ cặp mà ông. Cặp nhớ tiếng. Rồi bà Mười cầm ăn cái cục này đi bà Mười. Để đây đi. Để đây ha. Ừ. Có cái cục quýt gì hôm đó bà Mười ăn nè. Quýt nếp gì á. Trời ơi. Bây giờ mấy giờ? Dạ 3 giờ 10. Về tới nhà kịp không? Dạ hơi trễ trễ xíu mà cũng không sao, đây bệnh tiếng máy rồi mọi người. Dạ vì con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, thì hàng tháng này bà Mười được cô Kim Lan gửi những quà yêu thương, cũng như nay có thùng sữa anh Xua nữa nghe bà Mười. Mừng lắm á. Dạ. Ủa dạ sữa mừng tặng tháng mệt chứ uống mừng quá. Dạ có thùng sữa anh Xua với con mua bông hoa trái cây. Dạ. Chưng lên hai bàn thờ với ngoài cái miễu là đủ cho chưng ngoài miễu luôn á. Vậy dạ. Có lần đầu tiên là con chưng thiếu ngoài miễu là con không có nghĩ là bà Mười cúng ngoài đó. Dạ. Những lần sau thì con mua cho đủ luôn rồi. Cúng khum khum đốt nhang cái thật đó. Ơi sau lưng thò nó bưng cho dưa hấu nó chạy. Khum khum đốt nhang mà cẩm chưa rồi. Nói sau lưng thò xa vô nó bưng nó chạy. Bà Mười ăn cháo ngon không? Bạn đó hỏi bà Mười ăn cháo ngon không? Ngon. Bà Mười thích cái vịt. Bà Mười cầm cái đồ vịt ăn đi. Ừ. Ăn cháo ít thôi. Ngon lắm. Tại vì để đó đi. Bà Mười thích ăn cháo vịt lắm cô chú anh chị. Mà cháo gà thì bà Mười không ăn. Cháo gà ăn nó nhức. Dạ. Không dám ăn. Có lần nào con qua đó, bà Mười ăn cháo vịt thấy ngon miệng lắm. Dạ. Gà không dám gớ gì hết trơn, nó nhức. Con đực con cái. Đem về nuôi đi.
mẹ nó không, nó bị trúng bắt rồi. Con này con cái nó đẹp hơn được. Trúng bắt mẹ rồi. Mẹ nó khôn dữ lắm. Cái con rửa tay mới cầm chó. Thì chó xì lai á, nó nhỏ con, nó khôn lắm. Nó sùng sùng, nó nhỏ xíu mà đẹp. Chết nhiều. Dạ, nó đẹp. Ừ. Con mới bị mất hết con chó uổng. Em quay vô đây thầy không được. Không được hả? Chị lấy cái kéo chị nhấp. Chị kéo quá nhấp bằng cái mũi được. Hoài gì, bắt ừ, cái này không được rồi. Bắt hai mẹ con. Bây giờ mình nghèo, mình đâu có ăn xương, ăn thịt. Cái nó liện xương lần thịt, cái chó lại gầm, nó lấy cái dầm kẽm giúp chồng vô cái đầu chó, cái nó lôi đợi tới đằng kia mà chó còn la, mình nắm ruột rồi chạy theo là ăn trộm cướp chứ có làm gì nó được. Nó chạy theo không đa rồi lôi chó vậy mà chó còn dĩ là cái này nó mọc nguyên chùm luôn rồi đi xa, cái nó lấy bao nó chùm chó rồi này, kéo bén dữ lắm mới cắt được. Ừ, cái này cắt không được. Cái cây á, cái cọng cây nó cứng nè. Không có chân bên bằng Phật cái này đi chị ơi, bên kia mình chân kia đi. Không dám thả tối cột. Cái nguyên bên này. Ừ, đó. Vậy đi. Con múc ra cho bà mười. Được rồi. Bà mười ăn cái đồ dịch đi. Nha. Cầm đại ăn bà mười không sao đâu. Gân không có con... căng được. Hai sắc kìa hả? Ừ. Đấy. Con thấy nó mềm. Bà mời ăn thử đi. Cầm ở dưới rồi, chậm ở dưới rồi bà mời. Để này đi. Bà mời chấm đây nè. Đó bà mời. Cái đó chừng xương nha bà mời. Để lấy xương ra cho. Được, rồi. được. Gặm được. Để chén mắm đây nè. Giờ bữa nay ăn như ăn dỗ. Tại nãy ta chặt mà con kêu lấy nguyên cái đùi cho bà mười nè. Cực khổ chú Thiên qua. Vậy mà tôi đâu có biết. Vô nói mà tôi không có tích. Rồi nãy ví dụ như ông tiền điện thiệt rồi sao bà mười? Như ông đấy lấy tiền điện thiệt mà bà mười không có tiền rồi người ta cắt luôn rồi sao bà mười? Không cắt, nhưng mà hẹn bao lâu vậy đó? Nãy con đâu nghe bà mười hẹn đâu. Sao bà mười không hẹn? Là mấy lần trước người ta ngồi người ta chờ bà mười luôn hả? Người ta chờ. Mình mượn không được, đi đâu có nổi mượn. Rồi hẹn ngày nào đó là ta lợi. Mà có khi cái chú lấy tiền điện cho chú cho. Yeah. Chú cho, chú đóng cho mình. Tại vì bà mười cũng tháng cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Yeah. Hồi nãy con nói 400 mấy bà mười giật mình không? Hết hồn. Hết hồn chị. Mấy chục à. Yeah. Có kỳ đó đi hai vợ chồng có 30 đồng tiền điện mà. Yeah. Đây con vác cái thùng sữa vô. Bà mười ăn nha. Nó vậy là chị mà chị Hằng ơi, chứ giờ mình cắt ra cái nó dụng hết. Thôi để đại đi nha. Đi qua chị lấy cái dĩa chị đem ra bà. Còn cái dĩa bà không thiên nữa. Cái thùng gì vậy? Thùng sữa bà mười ơi. Vậy hả? Trời ơi. Mừng quá trời mừng. Mấy người lần kia họ nói tại vì tôi kiếp trước có tu, kiếp này mới được như vậy, chứ không tu không được như vậy. Ừ, mừng quá trời mừng. Bốn lóc nè bà mười. Dạ. Trời ơi, bao nhiêu một lóc vậy? Thùng này 900 mấy ngàn nè. Nãy anh Công bán nhiêu tiền vậy? 900... Trời ơi, mừng quá trời mừng. Mừng quá trời mừng.
mua nữa bà Mười ơi. Mừng hết lớn luôn. Bà Mười ăn đấy nè nè. Dạ. Hơi sặc. Cô chịu chịu nuốt. Mắc cổ nó. Mới tắm rồi thay bộ đồ. Ai kêu tắm? Nhỏ nó kêu tắm. Ở đây mưa lạnh không bà Mười? Lạnh. Còn mấy cái áo ấm hôm đó bà Mười không lấy ra bận. Hả? Có. Bận cho nó đừng có lạnh nó ho. Dạ. Nhiều khi nó ho chứ không lạnh. Dạ. Bận vô nó hầm. Ăn cái này đi bà Mười ơi, thôi cái này chiều bà Mười không ăn nữa bỏ ủ. Để ra đi. Nó là bà Mười muốn chặt ra. Cầm đại bà Mười xé giống nãy vậy đó. Vịt thì ăn được, mà gà ăn nó nhất không dám ăn. Dạ. Mỗi lần con qua bà Mười vui không? Mừng muốn chết chứ. Mừng dữ lắm. Con múc cho. Đây con múc cho. Bà Mười cầm này ăn đi. Cầm này ăn đi con múc cháo cho. Kệ ăn đại đi. Trời ơi quá trời ngon. Ăn như vậy chết cũng vừa bụng mà. Ăn để sống chứ chết gì. Ăn ngon quá mừng quá chết cũng vừa bụng. Chứ không có ăn rồi làm sao. Có ăn như vậy là chết cũng vừa bụng rồi. Mát ruột rồi. Bà Mười thấy có ngon. Đủ đầy rồi. Bà Mười thấy ngon là con vui rồi. Ừ, ngon dữ lắm. Bởi vì ăn vậy là chết cũng được rồi. Cũng vui rồi. Bà Mười xé ra đứt không? Đứt mà. Đứt. Hả? Bác về nuôi. Dạ. Con hôm đó mất con màu vậy đó. Tôi mất hoài hỏi nhỏ. Bà Mười mất trước chừng nửa tháng là bên con mất con màu đen vậy đó. Hai mẹ con. Bởi vì mình nghèo đâu có gì ăn. Có nó liền xương liền thịt đó. Chó lợi gậm nó có trái dầu nó chồng lên cần cổ nó giật nó lôi. Rồi lại tới đằng kia mà chó còn la quẳng quẳng. Nó bắt chó ăn đêm nó kiếm nhiều tiền lắm mà Mười ơi. Con chó bán mấy trăm ngàn lận. Đêm bắt chừng hai ba con rồi nó cả triệu bạc của mình á. Bởi vì mình nuôi mà nó chạy ra ngoài người ta bắt chứ. Bữa đó bị quên cột. Thối cột. Dạ. Mà quên cột. Cái phần ngủ nó chung với giò mình á. Nó nằm dưới. Rồi không cho nó nằm. Cho nó nằm dưới sàn. Cái nó đi ra ngoài. Không có ai ở chung bà Mười, có mấy bé chó ở chung cái hủ hỷ. Thì nuôi nó đang hủ hỷ. Dạ. Con mèo. Con mèo không thấy nó nằm dưới. Ừ. Con mèo với con chó. Con mẹ nó khôn á. Chúng bác. Nó nằm như cuối vậy. Kêu mày cuối xuống. Cái nó nằm chụp quẹp. Thôi tha tội. Tha tội cái đứng vậy. Nó khôn lắm. Ê cháu khóc lại. Nó khôn lắm. Nhà bà Mười là thời gian gần đây là dọn dẹp rồi nó sập nó đỡ ngày trước rồi còn bề bộn với bà Mười nó có gắn vô rồi lâm hết trơn. Dạ. Đi cỏ. Dạ. Cỏ rồi gắn nó vô. Gắn vô mình không thấy đường mình đạp nó cái nó nguy hiểm. Không có ấy. Gắn vô cái là để tối để đèn. Không dám tắt. Dạ. Rồi cái hai cây gậy là gõ cọp 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 về. Dầu có nó cũng chạy. Nó nghe tiếng động nó chạy ra. Dạ. Chạy đi.
Con chó gì ở trên nó, ô con rắn gì ở trên nó đen, ở dưới nó vàng như nghệ vậy. Yeah. Nó thấy mình nó đứng cái cần gỗ đó vậy. Tôi lấy cây gậy tôi quơ vậy, cái nó bỏ đi. Ê, tao không có đụng tới mày. Mày đừng đi, đi đâu đi, đi đừng lại đây. Cái nó bò nó đi. Yeah. Nói chung mình không làm gì nó cũng làm gì mình chứ. Nó ấy cái cần gỗ cao vậy nó dồn mình. Dạ. Yeah. Như bà Mười đạp nó đau rồi mới làm mình này kia bà Mười thôi. Dạ. Yeah. Người ta cũng vậy, mình bình thường những người xung quanh mà mình không có nói gì để người ta buồn thì người ta cũng đâu nói gì mình đâu. Dạ. Yeah. Ừ, bữa nay hai bé chó này nó biết mùi đó cô chú anh chị, lớn mà biết mùi đó. Khổ gì nó. Nước mắm này vừa ăn không bà Mười? Vừa. Dạ. Mời ăn thêm miếng nó đi rồi ngồi ăn cháo. Dạ. Yeah. Chiều có uống sữa uống không ấy, để sữa mai uống. Sữa để mời uống. Sáng mà Mười hay uống sữa lắm hả? Lúc nào mệt uống. Dạ. Yeah. Không mệt thôi. Dạ. Yeah. Uống chai sữa rồi mình có chưa. Dạ. Yeah. Chai sữa này nó bổ lắm. Dạ. Yeah. Mình ăn bữa cơm chưa chắc gì bổ bằng chai sữa này nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà con nói mà Mười nghe ha. Có những bà cụ lớn tuổi á là không hợp với sữa này luôn nữa nha. Bà Mười uống được đó. Nhưng có bà những bà cụ khác uống nó bị chọc bụng sao á. Là do cái đường ruột yếu người ta sữa uống không được. Bà Mười thì uống được. Uống được, sáng uống nửa chai. Dạ. Rồi trưa lát uống nửa chai nữa. Dạ. Uống no luôn đó. Dạ. Cái sữa này đôi khi những bà cụ lớn tuổi là uống này để thay cơm nữa nè. Yeah. Bữa cơm không có bổ bằng cái lon sữa này. Thiệt, uống yeah. Họ không có đói. Dạ. Yeah. Mày lục cái gì? Chị hỏi thuốc gì vậy bà Mười? À. Để uống đó mà. Để uống. Có khi quên. Dạ. Lớn tuổi rồi với mình để cái lây quay quên không biết là mình để đâu, có khi đi kiếm. Có khi trong túi mà đi kiếm. Dạ. Mượn nó qua kiếm được. Mà trong túi làm sao kiếm. Bữa nay con qua trong túi bà Mười còn nhiều tiền không? Không có. Không có hả? Ừ. Rồi đi chích thuốc hồi nãy hôm qua nay là có trả tiền cho người ta chưa bà Mười? Trả hôm trước á. Trả hôm trước rồi. Tôi giờ có tiền tôi đưa mợ. Rồi chừng nào tôi bệnh rồi mời lại chích giùm. À là mình đưa tiền trước. Ờ. Đưa chậm nó chích 3 mũi. Chứ còn bình thường thì nó chích cho người ta thì 50.000 mũi. Còn tôi nó chích 103 mũi. À. Nhỏ này nó cũng đỡ lắm. Là tháng này không có thiếu tiền chích thuốc của chị Sáu ha. Con của ông Sáu gì đó. Sao tới. Con sao tới. Ờ. Chị sao tới. Ờ. Là tháng này không có thiếu. Không có thiếu. À. Là bà Mười có tiền rồi bà Mười đi gửi cái chị chích thuốc. Ừ. Có khi gửi nó giữ dụng. Dạ. Rồi bữa nay bà Mười ăn ngon miệng. Ngon quá chừng ngon. Ngon hơn ăn dỗ. Mấy con bé chó này mình không có đụng nó luôn á. Đâu có làm gì mà đâu mà mày ăn. Hả? Cũng như là nó tự vệ á. Lại đụng nó cái nó tự vệ. Đây chị. Ờ, đụng nó la. Nó sợ đạp nó. Nó sợ đạp nó. Nó la trước. Nó tự vệ nó. Tại vì nó còn nhỏ này nó đâu có cái sức phản kháng giống như con chó lớn đâu. Thì mà mình gần đó nó la lên. Nó báo động nó ông rừng gần tôi rồi đó. Đây em ra em để cho. Thổ thần, thổ địa, thần đất, thần đai, thần địa, thần quần, bốn cảnh, thổ thần, thổ địa, về ăn trái cây. Tu nguyện tu giái vậy đó. Ta ăn địa, về ăn trái cây với bà Mười. Ủng hộ cho bà Mười mạnh khỏe ông ơi.
Để thôi. Còn cái kia thì cúng cho. Cái gì đây vậy? Gỏi, gỏi. Gỏi. Gỏi về gỏi. Gỏi ăn cái gì đó. Không? Dĩa trái cây còn dĩa mà cái con cô Kim Lan ơi, con mua cái chùm nho đẹp thiệt đẹp luôn, nhưng mà con rứt ra không được, rứt ra sợ nó dụng. Cháo của nhà con này nước mắm ngon nha, có làm kẹo quá. Có làm kẹo ngon. Bóc con khỏi gấp hả? Bóc. Bóc. Bỏ giấc đây. Bốn lốc này uống mấy tháng. Để dục cùng ghét. Thôi đừng dục. Chứ để đâu? Để đó. Để đây luôn phải không? Ừ. Bóc. Ghét ghét thôi. Con để bông với trái cây lên bàn thờ hết rồi, đốt nhang rồi luôn rồi. Dạ. Ngồi bà Mười tối có vô nói với bà Phật bà với Củ Quyền sao bà Mười nói nha. Dạ. Con để rồi rồi. Phật tổ Phật thầy, mình nguyện gì cầu vậy đâu. Phật tổ Phật thầy với là Quan Âm. Yeah. Quan Âm Phật và Quan Âm đó. Yeah. Quan Âm Thế Chí. Thế Chí kế bên Phật tổ Phật thầy Di Đà Quan Âm Thế Chí về chứng kiến quả trái cây. Chị Hằng không kiếm chỗ nào ngồi. Chị Hằng bà Mười mấy ngày nay không khỏe, mai mốt nấu cháo bà Mười về bữa nó đi hả em cơm. Khỏi. Ba không chịu ăn. Nhiều khi ba nấu cháo bịch, ba ăn cháo bịch. Có cháo bịch. Thôi ăn cháo thịt bằm đi. Bằm. Yeah, bà Mười. Nấu. Chị bà mua thịt về chị bằm cho bà Mười. Khỏi. Khỏi. Vì cô cháu bịch ăn thì khỏi làm. Bà Mười ăn cháo thêm không? Ăn gỏi không vậy? À. Gỏi nãy người ta trộn rồi luôn bà Mười. Dạ. Yeah. Trộn có rau găm, có chanh, có đậu phộng rồi này kia, gỏi chuối cây với bắp chuối. Bà Mười hồi đó chắc ăn rau nhiều, mấy bữa cơm có rau nhiều. Đậu mới ăn không bể. Trời ơi, bé chó nó ăn đậu. Lâu lâu ăn gỏi ngon quá. Dạ. Gặp chú thêm nhiều phước đức tôi lớn lắm mới gặp, chứ thôi khó gặp lắm. Bà Mười cảm ơn cô Kim Lan. Cảm ơn cô Kim Lan nữa. Cảm ơn hết trơn tất cả. Ai cũng cảm ơn hết. Đội ơn. Đội ơn mấy vị. Nhờ cầu nguyện mấy vị được vui vẻ, phước lớn. Tối tôi cầu nguyện ai làm phước cho tôi đó, rồi tôi cầu chúc cho cái người đó đó được an nhàn, được mạnh khỏe lâu dài. Chứ có biết ai đâu nói. Yeah. Mình nói vậy. Cầu nguyện ai có làm phước cho tôi đó được mạnh khỏe lâu dài, gia đình được vui ấm áp. Hết này no no bụng luôn rồi Mười ơi. Ăn no rồi. No bữa chiều. Mấy giờ? 3:35. Vậy ăn tối khỏi ăn cơm nữa. No. Còn cháo bên đó nữa đó bà Mười, trong bịch còn nữa.
nhậu bỏ. Cái danh không có. Dạ. Trời ơi, ăn cái đồ vịt này nó ngon biết chừng nào nói. nãy con không kêu người ta chặt. Cầm về ăn nó xé xé ngon hơn bà mười nha. Xé ăn. Dạ. Tôi ăn gì súng nhau không ai ăn hết. Mình tôi ăn. Còn người mắc cỡ không? Không. Không mắc cỡ. Tôi ăn cái gì tôi ăn súng nhau mà gì không có ai ăn, có mình tôi ăn. Trời ơi, hai nãy ngồi cũng ngồi kế bên mới chịu nè. Đây nói chứ bà mười cho con bắt con về, còn con ở lại nó khóc, nó buồn lắm. Không sao đâu, nó chơi chung với nhau nó quen rồi. Con ai bắt hết rồi. Nhà con có hai con, nhà con hai con rồi đó, không mất con với con sinh thêm con của người ta rồi. Đực cái con, đực con cái, đây cũng đực con cái. Dạ. Bắt nó lẻ bạn nó buồn lắm. Tôi mất chó hoài chứ gì. Dạ. Hỏi thằng coi, lâu lâu nó mất, lâu lâu mất. Hai mẹ con, tại vì mình nghèo, rồi đâu có ăn xương, ăn thịt gì. Cái nó liền cục xương có thịt, cái chó lại gặm, nó trồng cái dây kẽm vô, nó lôi lại tới đằng kia nha, chó còn la quẩn quẩn. Lôi lại tới đằng kia cũng còn. Đi xa nó mới trồng vô bao. Tạng sáng đi học quá, vợ hồi đó nấu nồi đất chứ đâu có nồi nhôm. Vợ nồi ra bốc cục cơm, cầm cái sách chạy. Bà la, bà chửi, bà không cho. Tạng sáng ăn, bà không cho chị dâu. Hỏi nhỏ coi chị dâu chứ khó lắm. Ăn, sáng chị ăn cơm nguội đi học đó bà Mười. Chết thì nhắm mắt không được. Yeah. Sáng bà Mười lấy một cục cơm nguội bỏ ra vô cặp đi học hả? Cầm chạy vừa ăn. Đưa em ngủ rồi mới được đi. Cháu, con của bà chị dâu. Dạ. Sáng đưa cho nó ngủ rồi mới đi. Vợ nồi cơm đó nấu nồi đất. Vợ bắt cục cơm. Tập thì để sẵn. Rồi về ôm tập rồi chạy. Có khi chạy gớt mất giết. Vô tới trường muốn chết luôn. Như hồi đó không có cái gì để ăn. Đâu có bánh nào như giờ đâu bà Mười. Có mà không có tiền. Không có tiền. Ừ, không có tiền. Dạ. Có nguội còn không có ăn. Dạ. Có đầu ăn bánh. Rồi nhỏ ở gần cũng bằng học đó. Rồi nó ăn rồi nó dục lá. Nói thành ra cười. Nó dục lá, lụm lá liếm. Liếm lá. Trời ơi, ba ăn gọi đâu mà Mười. Ừ, nó ăn rồi nó bỏ đó. Dạ. Rồi lụm liếm. Liếm cho đỡ. Đỡ thèm. Đỡ thèm, đói. Rồi sau này được nấu cơm đó, còn bữa nào còn dư đó, chút đỉnh đó, bốc, chạy giờ ăn. Đưa em ngủ rồi mới được đi học, chứ đâu phải sáng sáng mà lo sửa sàng học đâu. Dạ, yeah. Hồi đó bà Mười học tới lớp mấy? Học, hồi đó học lớp nhì đó. Dạ. Yeah. Lớp nhì hồi xưa. Dạ. Yeah. Bây giờ cũng lớp năm lớp sáu gì đó cỡ đó. Dạ. Yeah. Mà chị dâu chứ khó lắm. Mẹ cha chết mới bao nhiêu tuổi rồi. Bà nội chồng của nhỏ này, chị bà nghiệp đó, má bà văn đó hằng. Tạng sáng chị ẩm thân đó nó khó lắm. Thả ngồi không được, ẩm tay bắt chí. Cái đầu nó trùm bùm vậy đó, đâu có ai chảy gỡ giùm. Tạng sáng bắt bốn năm chí đực. Bữa nào chị cũng ẩm tay ẩm con, tay bắt chí cho tôi. Tôi nghiệp chị lắm. Cái cảnh đó là hồi xưa cô chú anh chị con nhỏ nhỏ cũng còn biết á, là nhà con đi bán nhà hàng có bán mấy cây lực dày để trải trí á. Hồi xưa là gọi dầu dừa, bông bưởi đâu này kia. Rồi sau này xà bông mica, rồi xong rồi xong cục, rồi xong mica đó. Rồi tới bồ kết đâu này kia, đó là cái bồ kết trang đài những cái ngày xưa. Con không có gọi cho mấy đó, tiền đâu có. Dạ. Gọi nước cho gom á. Dạ. Với cho củi đó. Rồi quậy nó lên cái đổ nước vô.
Nó lóng trong nó gót cái đó đó gội. Gội đầu. Dạ, yeah. Nó có bọt gì không bà Mười? Có khi có. Dạ. Đầu dơ nhiều luôn. Cho nó sạch tóc mình thôi. Ừ. Dạ. Yeah. Gội, gội hồi đó để tóc dài đâu có kẹp. Cột, cột đó rồi. Yeah. Hơi dài dài cái bới. Bới yeah. Lên. Đó là những cái câu chuyện ngày xưa mà bà Mười cũng như là những ông bà những năm tháng ngày xưa vất vả, thiếu thốn đủ thứ. À, những bà cụ mà sống ở trong cuộc sống gia đình mà nghèo khó khăn thì phải cuộc sống gì đó cô chú anh chị. Đó là những hoài niệm năm xưa, ngày trước bà Mười kể lại để cho con cũng như ông bà cô chú anh chị kênh con nghe ha. À, mai con chết sớm. Dạ. Yeah. Mù côi đó. Dạ. Yeah. Nhờ bà nội chồng nhỏ này, bà thương. Bà anh tay ẩm thân, tay bắt chí cho tao đó. Dạ. Hồi đó ông thân nó khó lắm. Thả ngồi không được. Ẩm trên tay. Mà bà bắt chí. Sáng sáng vì tôi không có cha mẹ. Dạ. Tôi đâu ai tắm gội gì. Cái đầu trộm bồm. Rồi sáng sáng bà bắt. 4 năm chỉ được. Bữa nào bà cũng bắt. Bà kêu ra bờ đó bà bắt. Biết làm sao không? Ghẻ bà nhiều đó. Gãi. Gãi cho bà. Bà bắt. Chí cho mình rồi gãi cho bà. Dạ. Dạ thôi thì hôm nay con qua con thăm bà Mười đó. Dạ. Thì đầu tiên là cô Kim Lan gửi tặng bà Mười cái lốc sữa Ensure. Dạ. Lốc sữa 4 lốc sữa Ensure. Hồi nãy con chưa cộng tiền cháo vô đây, cộng cháo vô luôn. 4 lốc sữa Ensure nãy mua là 960 ngàn. À, với lại là bông hoa trái cây nãy á, là mua 317 ngàn. Ở trong đó có nho, có quýt, có xoài, có mãng cầu. Chân trên hai bàn thờ mình với bằng ngoài bằng ông thổ thần. Bằng thổ thần. Ừ. À, với lại là cái bịch cháo nãy là 50 ngàn. Yeah. Là bông hoa trái cây là 317 ngàn. À, sữa Ensure là 960 ngàn. À, 50 ngàn cháo nữa là 1.327.000. 1.327.000. Với cô Kim Lan có gửi cho bà Mười 1.000.000 đồng nha. Dạ. Yeah. Bà Mười cầm tờ biết tờ nhiêu không? Để rửa tay. Tay ăn dịch. Để chén muối mắm lại tối bà chị Mười ăn nha. Ừ, để trên. Rửa tay không? Dạ con nãy con rửa rồi. Ừ, bà Mười về sống mất bé chó rồi đi kiếm hai bé chó khác về với lại hai bé mèo. Nãy con lấy mèo mẹ mèo con cô chú vậy thì cũng như là hủ hỷ với bà vậy. Bà Mười đi đứng cẩn thận, bà Mười đi từ từ thôi bà Mười. Dạ. Có cái cây gậy mà đi nhiều khi quên. Bà Mười ngồi xuống đó đi. Con lấy cái gậy. Cái khăn chỗ đó đó dùng. Ừ. Cái khăn bàn treo đó. Ừ. Bà Mười thấy tới đó luôn hả? Thấy. Thấy thuộc lòng nó quen rồi. Cái này của cô Kim Lan nè. Dạ. Cho đó. Ở đó hình như chú mua hả? Dạ. À, cô Kim Lan có gửi cho bà Mười 1 triệu đồng ha. Dạ. Này chắc bà Mười đi gửi bà chích thuốc nữa quá. Chắc vậy. Dạ. Con gửi bà Mười nè. Té nằm nửa trên nửa dưới đó. Ngay chỗ này nó đau hoài. Dạ. Không biết cấn xương, cấn gì đó. Nó đau. Nhiều khi ho nó cũng đau. Dạ. Gắn chích thuốc rồi. Mà thấy đỡ hơn không mà bà Mười? Chích nó đỡ. Đỡ rồi. Giờ bữa nó hết. Dạ. Dạ. Đây. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu. Tại cô Kim Lan kêu đổi ra giấy 50 ngàn cho bà Mười dễ xài, tiền nhỏ nhỏ vậy đó. Yeah. Dễ xài.
Dạ mừng dữ lắm. Và mời cảm ơn cô Kim Lan. Cảm ơn cô Kim Lan nhiều lắm. Cầu chúc cô được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, trong gia đình được vui vẻ, toàn vẹn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu chúc cho cô được sống lâu, sống dài, sống vui, sống khỏe. Ông Mười có cộng dây thông không? Không có. Đây. Ghế con có cộng dây thông nè. Cộng dây thông đây mà Mười. Yeah. Em gửi tiền chị Hằng nè. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Con nói bà Mười nghe nè. Yeah. Thì bà Mười mấy bữa nay bệnh á, thì đừng ăn cháo bịch nữa. Yeah. Chị Hằng nấu cháo cho bà ăn. Rồi á, rồi xong rồi tới ngày ăn cơm này kia chị Hằng đem qua cho bà Mười ăn nha. Đem đồ ăn đó. Bà Mười muốn ăn gì bà Mười nói nha. Có khi nó muốn cho ăn gì nó cho rồi, cho biết đâu nói. Thì nhà chỉ ăn gì chỉ đem qua cho bà Mười cái đó. Nó ăn cái gì nó cho cái này. Rồi bà Mười có thèm cái gì á thì nói. À. Dạ. Rồi bà Mười có mong ước gì nữa không? Có muốn cô Kim Lan tặng bà Mười gì nữa không? Đủ đầy hết rồi. Đủ đầy. Sữa là đủ ấm uống ha. Cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ. Cầu chúc cổ được sống lâu trăm tuổi, được khỏe mạnh dài dài, trong gia đình ấm áp từ trên tới dưới, từ lớn tới nhỏ được khỏe mạnh. Dạ, thì con cũng tròn. Con cũng xin thưa cô Kim Lan á, bông hoa trái cây với lại sữa Ensure với cháo là 1.327.000. Tiền bà Mười 1 triệu nữa là 2.327.000, tiền chị Hằng 2 triệu nữa là 4.327.000 ngày hôm nay. Thì con xin chúc bà Mười nhiều sức khỏe. Dạ. Luôn tinh tấn, vui vẻ, thân tâm thường an lạc bà Mười nha. Hằng nó làm gì tiệc nhiều vậy? Đem đồ ăn cho bà Mười ăn. Bà Mười muốn ăn gì nói chị Hằng ha. Nó muốn cho gì nó cho. Dạ, thì mỗi ngày chỉ đem đồ ăn đó, thì bà Mười có ví dụ muốn ăn cái gì thì thèm gì bà Mười nói. Con cũng xin thay mặt bà Mười, con xin chân thành cảm ơn cô Kim Lan đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà Mười. Con xin chúc cô cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc à. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, cô cùng gia đình luôn bình an, mạnh giỏi và hạnh phúc. Con về nghe bà Mười. Dạ, dạ trời mưa tới. Tôi cũng cầu nguyện ơn trên phù hộ cho cô Kim Lan được mạnh khỏe trong gia đình, từ lớn tới nhỏ được khỏe mạnh, được vuông tròn. Dạ thưa ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống ạ. Dạ.